Theo các công ty du lịch thì nhu cầu du lịch trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024 tăng mạnh. Nhiều tour đi nước ngoài đã kín chỗ, trong khi tour nội địa vẫn còn nhiều chỗ chờ khách. Theo các đơn vị lữ hành thì một trong những nguyên nhân là do chi phí dịch vụ, giá vé máy bay không tăng cao như giá vé máy bay nội địa. Đối với thị trường trong nước, giá vé máy bay tăng khiến các tour chọn gói đường bay nội địa tăng từ 20 đến 40%. Các chuyên gia cảnh báo, càng sát những dịp cao điểm du lịch thì những chiêu trò lừa đảo mua bán combo, dịch vụ du lịch giá rẻ càng xuất hiện nhiều với các thủ đoạn tinh vi. Vì thế, du khách cần cẩn trọng trước những sản phẩm du lịch hạ giá bất thường, tìm hiểu kỹ độ uy tín của đơn vị cung cấp trước khi quyết định mua dịch vụ để có được chuyến du lịch chất lượng.